Chị chào cô chú chị và các bạn. Nay vẫn đi ra vẫn thu hoạch cái cành ngông á. Cái loại này thì vẫn mới trồng. Vẫn trồng hơi dày. Cứ trồng càng càng thưa thì cây nó càng bự mọi người. Đấy, phía trong kia thì cây đã vẫn cắt mấy lần mập lắm. Cây đó đứng còn mình, còn đấy thì trồng dày quá ha. Thì chẳng đây vẫn xin chia sẻ là cái cây cành ngông này thì mình đừng có nhổ lên ha, mình cứ cắt đi xong rồi nó lại đâm mầm lên thì ra cái đầy nhánh ha, đó là mình ăn được vài lần ha, ít ra thì cũng được 3 lần, có cái 5-7 lần thôi mọi người, có cái vẫn cắt được 6 lần, có cái vẫn cắt 5 lần. Vẫn cắt ha, vẫn là vẫn vài sứa rồi mà đó, mà cứ vẫn có thấy dây mọi người. Cắt đi xong vẫn trừ lại một cái mắt bên dưới, đây là cái mắt bên dưới, xong rồi lấy ra cái mới ha, bỏ cái giỏ rồi này. Đây vẫn trong dây thì nó chỉ được như đây thôi, xấu mọi người. Đầu chiều tối không ra bắt được, hôm qua thì chưa ấy, hôm nay thì ăn cho tập cà lá đó. Cái này mà ngồi mà ấy một tẩy bỏ một hột ha thì được, cái cây mới bự mà con vẫn cầm vẫn rải á, vẫn rải rải ít rồi mà vẫn dường đến vẫn cái dây ấy mà. Cây nào cổ ngông thì nhà hải vô trước vẫn thích ăn lý có cái bóng á, cái bóng ăn ngọt. Cái cây này thì mới bắt đầu ra bóng, cắt để chẳng đêm đi sang phía bên này, vẫn cắt phía bên này cho mọi người coi. Cân đủ thì vẫn cũng cắt được 2 lần ha, lần này lần thứ 3 này. Cắt cái ngông này sau vẫn phải cắt cân đủ nữa. Từ quay đến là không quay sát được cho mọi người khó cái gì đó, nó không phải một mình quay á thì không cầm cái máy sát được. Cầm máy sát thì quay mình đẹp hơn, tại cầm rau tại cầm kẹo rồi là không cầm được cái máy quay. Hôm bữa vẫn trong đợt trước trong ở đấy đó thì vẫn nhổ ra ngoài kia vẫn cấy hại được 4-5 lần, có cái 6 lần đó mọi người, còn là sao vẫn nhổ hết cái chỗ này vẫn trong cái hấp mới, giờ vẫn không nhổ nữa, vẫn để vậy thôi, để vậy cho vẫn thấm thế. Mình đang ăn được vài lần. Đây cái đến ngông này, đến cái bóng này vẫn cắt cái đoạn bóng này luôn. Đó, này lên phía bên dưới.
được cái vỏ luôn này. Đoàn nào mà thửa thửa này lấy mập á. Coi mọi người có thể quay lại gần đây cho mọi người coi ha. Đây, cây mà vẫn cắt mấy lần rồi đấy. Để bỏ cái này cho mọi người coi. Cái mập ủ quay sát lại cho mọi người coi. Đó. Đây mọi người. Vẫn cắt thì sát sát cái này vẫn tươi lại tiếp này đấm mầm tiếp cắt mấy lần đâu mà nên mọi người mập chưa, còn mà mình cứ trông dày quá nên không mập được ha. Còn cái này xưa mà vẫn cắt mấy lần thôi mà vẫn mập á, vẫn đây vẫn hài cái tần ố này luôn ha. Bỏ cái máy vô trong nó vẫn cắt tận luôn. Tận ố này vẫn cũng cắt lần thứ ba. Cái ngò gái này vẫn lên quá trời. Túi nó còn lên mọi người. Nhiều cái chỗ này vẫn tà vạt vẫn cuốc hết rồi đó. Tân ố này cũng cứ cắt thì cũng như cắt phải ngông vậy thôi. Vẫn cắt xong đây, nhiều vẫn đủ mình có. Cắt càng da da chút được cái xong mình gỗ mình đặt lại á, lại vẫn để cho tốt. Tiếng cáo quá. Tân ố này ăn sống hay là nấu cánh như còn thơm thế nữa. Cái gì vậy ha? Trong càng thừa đó thì càng bự, trong dây quá chén nhau thôi không có đủ phấn á nên không bự được. Rồi cái cây ngò gai trả cái bóng này đau gái đau ghế mình nhá. Quê vẫn gọi là cái rau cúc, có trong nam gọi tân ú ha. Đấy, con bên này tí hồ Vân Hải bên này luôn, qua đây Vân Hải mới trái đầu luôn ha. Đứa này là lứa thứ tư ha, đợt này thì mình thấy ít trái hơn, vẫn chưa bỏ phân, vẫn mới tưới cái phân chuối thôi. Và đi qua phía bên kia Vân Hải. Mấy cái trái này đáng nhỏ thì vẫn để chân bừ bừ chút Vân Hải. Đây, bên chữ gốc này. Xéo léo mọi người. Ôi, cái này đổ hả?
mấy trái đu trên cao này. Cái này bự ghê chưa? Ô, bự ha. Bên qua bên này bên hai bên trái này. Cái dưa leo này là giống cái dưa leo vẫn lúc này vừa mới hái trái đâu kìa mọi người, vẫn bắt chân lên rồi. Và củ cải vẫn mới trồng mà mọi người, bự chưa, nhánh to ghê luôn á. Trong cái cải Việt Nam này nhánh, còn cải Hàn á lâu hơn, vẫn mới trồng mà có củ rồi mọi người, củ bằng ngón tay đấy. Vẫn qua đây vẫn cắt mấy cái cải ngông ha. Cải ngông bây giờ vẫn cắt, lửa này là lửa thứ có cây thì lửa thứ 5, có cây lửa thứ 6 ha. Vẫn cái máy xuống cho mọi người coi. Đây vẫn giữ phía dưới thấp này. Đây. Đó là vẫn đang ướm cái cải ấy mọi người. Cái gọi là cái gì? Rau tiền vua. Đây. Quay cái máy lại. Cải ngông này thì mọi người cứ cắt ấy lên này, lấy này. Vẫn cứ cắt như này rồi lên này lên, nhưng mà hồi không biết thì cứ cắt ấy. Chờ biết rồi là cắt như này đó. Có cấy thì hình cũng bị chết, bị thối bị chết mọi người nha. Con có cấy thì hình cũng lên đẹp lắm. Tôi lửa thì nắm thì sáu đó mà vẫn ủ nú luôn. Cái củ này vẫn trông tốt úm luôn. Đây vẫn quá bên này thì cái bụi này thì vẫn cắt lên thì nắm mọi người. Cây thì cắt lên thì nắm, cây cắt lên thì sáu ha. Đây hôm bữa lên nhiều lắm mà mới con sâu đục ở ngay cái thân đó. Lần à lần này đây. Đó. Chỗ này thì vẫn trong củ cải xanh đường thì, sáng nay vẫn ra vẫn thu hoạch mấy cái quả bí ha. Quả bí đỏ này thì vẫn thấy khô cái dây đấy đây. Khô giấy thế chứ vẫn hai mấy trái này để vẫn cắt giấy đi để cho rã lớp mới ha. Trừ cái gốc lại lên vẫn lên mọi người, vẫn bỏ cái máy xuống để vẫn hái ha. Để mình quay cho mọi người coi cho gì. Đây có quả trên cao trên khung bự mọi người. Đó, để vẫn hái ha. Đây vẫn đang hơi xanh xanh mọi người, mà khô giấy đây vẫn cũng hài luôn rồi. Vẫn bỏ xuống và được cắt này trước. Quả nhỏ cao này, cái giấy khô đó mà cái quả nó còn xanh xanh mọi người. Và này chắc chữa da vậy đâu. Quả to này. Thì, chấm này.
cái quả này nó được thì giấy đám cưới nhỉ. Vẫn chờ thêm đấy là vẫn phát xấu à. Bây giờ quả đây. Quả kia bên này thì vẫn quay cái camera quả. Quả là vấn đề chắc để thêm đi. Đây. Còn quả trên đấy nữa. Cũng khô giấy rồi. Ui da, khô giấy rồi vẫn hại luôn chứ. Biết sao mà thấy chứa da mà bị cái giấy khô đi. Ôi trời, quả này vẫn tắt cái quả mướp đây này. Ôi cái ba chỗ bét của mọi người. Hại quá trời trời luôn này. Mấy cái chỗ này là vẫn mọc đó. Rồi đây. Cái mướp. Ôi da, đây. Đây, trên này cái trái bị vẫn bọc được từ đâu. Tròn xoè mà to ghê mọi người. Đó. Rồi dưa quá đây. Vẫn hại mấy cái quả dưa ha. À để vẫn mọi người cái dấu tấy nó mắc cười quá. Thì vẫn bỏ cái này về này. Đây. Cùng một loài mà tự nhiên thành ra cái dấu gì đây vẫn phải cầm cái que khỏi nghiêng xuống ốc xin ăn á. Đây ấy thì hình cho hình như này mà một loài thì hình như này mà vẫn trong cùng một giống này đó. Thế quả đây vẫn tới cái phấn chuối này nhìn đẹp chứ. Ở đây vẫn hài dưa ha, dưa từ dưới đất mới lên được còn chút xíu chưa được mét mọi người đó. Trái đây vẫn hài trái đầu tiên này. Quả để vẫn hài cái trái bự này. Bự kìa. Vẫn khỏe thành quả sáng hôm nay vẫn đi thu hoạch được là 5 trái bí đỏ. Ít tân ô. Đầu rồng với là khổ quá thì vẫn không quay ha. Ít đầu rồng. Hai trái khổ quá. Ít đầu que. Trái mướp, hai trái dưa leo đông mua. Đây, cái loại này thì loại mới vẫn mới trồng ha. Vẫn không biết là có ngon hay không. Giống như cái trái như này thì vừa ăn ha. Cái trái như này chắc là hơi già ha. Đầu không phải là đầu, cái này là cải ngông ha. Cải ngông bên phía bên này thì vẫn cắt lửa đầu tiên. Còn bên này là vẫn cắt lửa thứ 5 với thứ 6 ha. Ui da. Đây, vẫn cắt lửa thứ 5 thứ 6 mà cây mọi người. Đã chưa? Đây cái tay vẫn hình hơi dơ ha. Tay vẫn cắt xong vẫn chưa kịp rửa tay. Đây mọi người. Đây cái cây ủ này thì là cắt lửa thứ 6 nha. Còn mấy cây bên này cắt lửa thứ 5 thì cũng hơi nhỏ hơn ha. Ui. Đây mọi người. Ủ nu chưa? Nhìn đa ghê. Thì vẫn cứ dơ là vẫn biết rồi thì là vẫn cứ cắt xong rồi trừ một khúc gốc á. Phải để vậy thì vẫn để bỏ phấn, bỏ ít phấn ga hữu cơ ha. Với phấn chuối vẫn tưới vô thì vẫn cũng cắt được 5-7 lần ha. Để thử coi vẫn cắt được bao nhiêu lần ha mọi người. Vẫn cắt được 5-6 lần rồi. Để vẫn thử coi ra cắt được bao lâu thì cây chết ha. Thì vẫn xin kết thúc video ở đây. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã coi hết video của Vân. Mọi người yêu mến kênh Vân thì cho Vân xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ Vân. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.